Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 33 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Thánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước Lại nói lúc bấy giờ diệp phúc sau khi giết chết Hạ mộ bạch Đột nhiên hắn rút bàn long kim trượng ra Nhảy vào trong đám người Hắn nâng trượng Đập vỡ đầu một tên vô sĩ chân nguyên kỳ Huy trượng quét ngang Lại chặt đứt một người thành hai nửa Lúc này có kiều đình của hạ dương sóc chấn áp gần như tất cả mọi người đều không thể sử xuất ra vu pháp tới khởi vu binh vu bảo của mình chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đối kháng lại diệp phúc chỉ có hách tư và vài vị cường giả đan đình kỳ tu vi không bị hạn chế mấy. Tuy nhiên mấy người này còn đang bận tranh đoạt bảo vật dây dụng ở trên không trung của Diệp Phúc kia, không rảnh mà đi đối phó với hắn. Hắn tu luyện chính là kiểu chuyển nguyên công, thân thể mạnh vô cùng, thậm chí hơn hẳn những vu bảo bình thường. Huống hồ hắn dùng võ nhập đạo, kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, gần như một đường đánh đến cảnh giới tiên thiên bá thể. Lúc này tất cả mọi người đều không sử xuất ra được, vu pháp tế không nổi vu bảo vu binh, lập tức bị hắn xông vào trong đám người, đại khai sát giới giống như một con dao long thất vây, mãnh hổ ra tù không ai địch được. Trong chớp mắt, hắn đã liên sát hơn 10 người, trên bản long kim trượng hai con kim dao bay tròn, mang theo một mảng huyết châu. Cây kim trượng này được máu của nhiều vũ sĩ làm mát, tản mắt ra một tầng tầng lệ khí gần thành vũ bảo. Xẹt xẹt vù. Một con kim long từ trên kim trượng bay ra, rắc một tiếng lên trên thủng chán một gã đệ tử Thiên Âm Tông mang theo chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn bay trở lại kim trường điên cuồng mà chuyển động tiểu tử này cư nhiên không chết mà còn giết chết vị thiếu gia hạ gia kia sao dần dần mọi người đã phát hiện Diệp phúc cầm trượng giết người trong chớp mắt liền lấy đi hơn 10 mạng không khỏi lớn tiếng mà hô to Diệp lão ma lại giết người Một nữ đệ tử la sát môn run run thân thất thanh nói Diệp phúc ra tay giống như sát thần Lại liên sát mấy người một trượng liền đánh chết đối phương những vu sĩ này không có tu vi cùng bản lĩnh ngay cả vu pháp cùng vu bảo đều không thể tế ra chết vô cùng bất đức cái này quả thật là giết hại một phía nếu không có kiều đỉnh vu hoàng quyết của hạ dương sóc diệp phúc đừng nói là giết những người này chỉ sợ là bất cứ ai cũng có thể ác chiến với hắn một trận nhưng lúc này đây có kiều đỉnh vu hoàng quyết của hạ dương sóc chấn trụ mặt biển trong phạm vi vài dặm khiến phần lớn mọi người không thể vận dụng vu pháp vu binh vu bảo lại thành toàn cho diệp phúc kết quả này thật làm cho người ta phải bất ngờ hạ dương sóc cũng nghẹn họng nhìn chấn chối trong lòng giận dữ không thôi càng thúc giục kiều đỉnh định chấn áp diệp phước lại ngược lại lại càng thêm chưa tốt thành xấu kiều đỉnh vu hoàng quyết của hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh không thể chỉ chấn trụ một mình diệp phúc được mà cả những người trong phạm vi bao phủ của vu hoàng quyết cũng bị tấn công khiến cho khí huyết không ổn sắc mặt liền đỏ lên hạ thiếu gia mau thu hồi kiều đỉnh vu hoàng quyết lại nếu không nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này một gã vũ sĩ của quỷ vương tông nhìn thấy diệp phúc vọt tới hướng hắn sợ tới mức hồn lìa khỏi sắc kêu lớn ầm một tiếng kim trượng hạ xuống đầu hắn bị đánh nát thi thể thì lơ lửng ở trên không trung là do bị kiều đỉnh vu hoàng quyết định trụ không thể rơi xuống hơn 10 phần thi thể bị diệp phúc đánh giết lơ lửng ở giữa không trung nơi nơi đều là phần huyết tương cùng chân tay đứt gãy đẫm máu vô cùng vù trên kim trượng hai con kim dao bay lên xuyên qua ngực của hai gã vũ sĩ hai tiếng pang pang ngọc lâu của hai người này lập tức nổ tung các loại đồ vật cất trong đó di dụng ở bên trên không trung giờ đây trên không trung chẳng những có rất nhiều thi thể mà còn có vô số bảo vật có thể nói bảo vật ở khắp nơi hơn nữa lúc diệp phúc giả chết tự mình tung ra thậm chí có thể khiến cho cao thủ cấp giáo chủ cũng phải động tâm đây là tài sản phú khả địch quốc khiến không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt tuy diệp phúc giết hơn 10 người nhưng không có một ai chịu lùi về sau nếu những người này rời khỏi thì có thể thoải mái ứng phó với Diệp Phúc. Động một cái liền có thể anh sát hắn. Chẳng qua đối mặt với nhiều trọng bảo như vậy, không ai có thể buông tha cho. Con người chết vì tiền tài, chim chóc chết vì thức ăn. Mấy trăm người này lấy mạng đi tranh đoạt, thậm chí cùng gặp một kiện bảo vật, hai bên đều xuất thủ đánh lén đối phương. Lại nói, nếu như bọn họ đồng sức hợp lòng, cho dù là 100 Diệp Phúc cũng phải chết không chỗ chôn thây. Chỉ là những người này đến từ các môn phái khác nhau, thế lực khác nhau căn bản là một đám mô hợp khi Diệp Phúc còn sống bọn họ có cùng mục đích mục tiêu nhưng lúc Diệp Phúc giả chết liền làm cho những kẻ này lộ ra một mặt xấu xa ghê tởm Diệp lão ma đánh tới nơi rồi đánh tới rồi một người hoảng sợ kêu to chỉ thấy tay của Diệp Phúc nhấc bàn long kim trượng lên một cước dẫm lên hư không phát ra một tiếng nổ như trống vang bay đến phía trước hơn 60 thước đi đến bên cạnh của hắn người này tu vi khá cao đã tu luyện đến hạng nguyệt kỳ trên đỉnh đầu một vầng trăng sáng lập tức được dâng lên sáng tỏ rực rỡ vầng trăng này vừa mới ló ra liền bị kiều đỉnh vũ hoàng quyết của hạ dương sóc chấn áp lùi về cơ thể diệp phúc nện một trượng xuống người này vội vàng lấy ra một cái cờ lớn đây là vũ bảo hắn luyện chế ra hắn định ngăn cản lại bản long kim trượng nặng vô cùng hơn nữa diệp phúc rất mạnh gần như một ngọn núi đè tới lập tức đè nát hắn thành thịt vụn nhưng vũ bảo lại không tổn hại gì bị diệp phúc tùy tay thu vào trong ngọc lâu Họ hạ khốn kiếp kia Nhanh thu hồi phu pháp của ngươi lái. Lại có mấy người lọt vào độc thủ của Diệp Phúc Hắn như sát thần hiện thế Đi qua nơi nào Nơi đó đều lưu lại thi thể vỡ nát Làm cho người người đều cảm thấy bất an Không ít người vừa cướp bảo vật Vừa lớn tiếng quát Họ hạ khốn kiếp kia Nếu ngươi không thu cái đỉnh sách của ngươi lái, Các ông đây sẽ làm thịt cả ngươi Hạ Dương Sóc cũng nhận thấy mình biến khéo thành vụng Làm hạn chế thực lực của những vũ sĩ này lại khiến cho Diệp Phúc giết những vũ sĩ này như giết gà vậy. Hắn tính tình kiêu ngạo, xuất thân hào môn thế gia, nếu như thu hồi kiều đỉnh vũ hoàng quyết, chẳng phải là cúi đầu với Diệp Phúc hay sao? Trong lòng lập tức nổi nóng. tả mặc kệ các người chết thì sống, chỉ muốn tên tử tử kia chết thôi. Diệp Phúc đã giết hạ Mộ Bạch, hắn hận Diệp Phúc tận xương tủy, lúc này lại tiếp tục thúc dục chân nguyên, phát huy uy năng của kiều đỉnh vũ hoàng quyết lên lớn nhất. Trên đỉnh đầu của hắn, chân nguyên trào ra, minh mông và bao la, giống như một con sông hỗn độn, một cự đỉnh đường kính trăm mét úp sấp trên mặt sông. Trong đỉnh truyền đến tiếng vù vù, hàng vạn phù văn thần bí bay lượn ảo diệu đến vô cùng. Một gã vũ sĩ thất sát cung bị đánh chạy tới, còn chưa tới gần, liền nghe cự đỉnh phát ra một tiếng nổ lớn, thân thể tên vũ sĩ này đột nhiên vỡ tung ra, bị chấn thành một đám huyết vụ, thi cốt không còn. Mộ Bạch đã chết, ta muốn đám dân đen các ngươi tất cả phải chôn cùng đệ đệ của ta. Hạ Dương Sóc nổi giận, hung tợn nói: Đột nhiên Diệp Phúc cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ phía sau, không hề nghĩ ngợi, quay lại vung chưởng đánh tới. Ầm! Um... Song chưởng của hắn tê dại ra, hổ khẩu bị chấn cho nứt ra, không tự chủ được mà bay lên, rơi ra vài trăm thước. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lama tay nâng một đan đỉnh gào thét đuổi theo hắn, đằng đằng sát khí. Người giết con gái ta, hôm nay lão phu băm thay ngươi vạn đoan." Tu vi của Lama đã đặt tới tam đan cảnh đan đỉnh kỳ. Hạ Dương Sóc có thể chấn trụ những người khác Nhưng không chấn trụ được cường giả đan đỉnh kỳ Lão tới khởi đan đỉnh Miệng đỉnh hướng tới Diệp Húc Trong đỉnh lập tức chuyển đến một luồng lực hút cực mạnh Diệp Húc kinh hãi Vội vàng lắc mình trốn đi Bước chân hạ xuống dẫm nát không khí Tốc độ cực nhanh Thân hình gần như một đường màu lam vậy Hắn từng chứng kiến thực lực của cường giả đan đỉnh kỳ Lúc trước cả Loan Gia Việt Châu Loan Thiên Hà tế ra đan đỉnh Ngay cả ưng tiên sinh cũng suýt nữa Vì hắn thu vào còn muốn chạy sao Không dễ như vậy đâu Lama cười gần Đại đỉnh vùng một tiếng bay lên Truy tung Diệp Húc Lực hút ở miệng đỉnh Càng lúc càng mạnh hơn Miệng đại đỉnh này Đảo qua chỗ nào Lập tức những vũ sĩ chỗ đấy Không thể đứng vững Bị hút vào trong đỉnh Trong chớp mắt Bị chân hỏa trong đỉnh Luyện hóa thành một đống cho bụi Chân hỏa của vũ sĩ đa đỉnh kỳ Có nhiệt độ cao Đến đáng sợ Thậm chí vũ binh vũ bảo Đều bị đốt chảy Trở lại làm tài liệu nguyên sơ nhất Người, người đừng có lại gần đây đại sư tỷ của thiên âm tông mạnh bình phương thế diệp phúc bay đến chỗ nàng dung nhan biến sắc kêu to lên hiện giờ đan đỉnh của lama tập trung vào diệp phúc hắn đi qua ai kẻ đó liền gặp suy sẹo bị đan đỉnh thu đi luyện hóa thành cho bụi diệp phúc làm như không nghe thấy tiếp tục bay đi hướng nàng mạnh đình phương cắn chặt răng xoay người liền trốn thế nhưng chân nguyên của nàng cũng bị kiều đỉnh vô hoàng quyết chấn áp tốc độ phi hành kém kém sai diệp phúc thời gian một lần hô hấp liền bị diệp phúc vượt qua diệp đà chú mang mang ta theo với ta cầu ngươi mạnh đình phương đau khổ cầu xin một lực hút cực lớn truyền đến nàng thảm thiết kêu một tiếng bị hút vào trong đỉnh hóa thành một đám cho tàn ngọc đắt thương tan họ là kia người đã giết chết đại sư tỷ thiên âm tông thiên âm tông chủ chắc chắn sẽ nổi giận rút từng cây sương của ngươi ra kia diệp phúc quê đầu lại cao giọng mà quát lên một cã vũ sĩ huyết thần bảo định ngăn hắn lại bị hắn đẩy một cái về phía sau tên kia ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp liền bị đan đỉnh của lama luyện hóa ngay cả người một nhà cũng giết sao họ lá sau này ngươi trở về quý bảo bảo chủ chắc chắn sẽ xẻ lát ngươi ra kìa lama trận trừng mắt những người khác chết sống lão không quan tâm chỉ lo đuổi giết diệp phúc trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 30 người chết trong đỉnh của hắn những vũ sĩ khác thấy diệp phúc như gặp ôn thần vậy diệp phúc đến chỗ nào những vũ sĩ đó lập tức tản ra có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu Lama dừng tay lại một bàn tay chân nguyên to đùng đột nhiên hoành ở giữa trời cao đánh bay đan đỉnh của lama đi vị phụ nhân trung niên la sắt môn lớn tiếng quát lên cùng lúc đấy một luồng khí tức cùng mạnh bao vây lấy hạ dương sóc hách tài và vài vị cường giả đan đỉnh kỳ chậm rãi đi đến trầm giọng nói hạ thiếu gia mong ngươi thu lại kiều đỉnh vũ hoàng quyết nếu không sẽ tạo ra rối loạn lớn hơn nữa kìa mấy người hắn mặt trầm như nước Chính vì kiều đỉnh vũ hoàng quyết của Hạ Dương Sóc hạn chế vua pháp thần thông của những người khác mới để cho Diệp Phúc liên sát 6-70 người gần như không gì địch được. Hạ Dương Sóc khử lạnh một tiếng, đại đỉnh trên đỉnh đầu nhập vào trong cơ thể. Sắc mặt của hắn có chút trắng, hắn định thúc giục kiều đỉnh vũ hoàng quyết chấn áp Diệp Phúc lại chấn áp tất cả mọi người bị những người khác phản kháng khiến hắn tiêu hao cực lớn. Nếu không có đám ô hợp này, một mình ta liền dễ dàng bắn rơi tên tiểu tử này rồi, mộ bạch cũng sẽ không chết như vậy hắn hung tợn nói ở trong lòng đại đỉnh này biến mất lập tức tất cả bảo vật cùng những thi thể vô sĩ bị diệp phúc đánh chết đều rơi xuống biển biến mất không thấy đâu nữa những người kia lại bao vây diệp phúc lần nữa sắc mặt đều khó coi vô cùng diệp phúc tạo ra hỗn loạn như vậy chỉ có một lát liền có hơn một trăm người chết một nửa trong đó là chết trong tay diệp phúc non nửa thì bị la ma luyện hóa thành cho tàn còn mười mấy người còn lại vì tranh đoạt bảo vật tự giết lẫn nhau mà chết Lúc này bên trên la phù đảo Đám người vạn pháp yêu vương lắc đầu thở dài nói Hơn một trăm người đã chết Vị Diệp Đà Chủ này tuy còn nhỏ tuổi Thế nhưng quả thật là đủ độc mà Sắc mặt của thiên âm Tông Chủ Cũng có chút không vui Đệ tử hắn đắc ý nhất Mạnh Đình Phương cũng chết trong hỗn chiến Nhưng dù vậy hắn cũng không thể không bội phục Bản lĩnh của Diệp Húc gật đầu mà nói Ngũ độc giáo chủ lệ thượng dương Ánh mắt quả không tối Không vì tu vi tiểu tử này thấp kém Mà khinh thường hắn Ngược lại ủy thác trọng trách như vậy Ê, Hiện giờ xem ra Tiểu tử này quả thật là có năng lực làm đà chú Chấn thủ một phương rồi Không ngờ lại gây ra sóng to do lớn như vậy Tuổi của hắn không lớn Mới 14-15 tuổi Lại gian xảo quỷ quyệt Lòng dạ ác độc Nếu hắn có thể sống sót khẳng định Sẽ là nhân vật kiêu hùng Hùng bá nhất phương Ngay cả ta cũng phải sợ hắn ba phần đấy Nhưng mà hắn có sống đến lúc trưởng thành hay không Có khi là chết chắc rồi tổng đàn ngũ độc giáo ở ngũ linh sơn lĩnh nam cực kỳ xa xôi vạn pháp yêu vương cũng không mở lệ thượng dương tham gia đại hội la phù đảo nhiều chùm xó như vậy vạn pháp yêu vương trung lập chỉ có bách khoa cung chủ thiên vị diệp húc lại bị lạc giả sơn phạm hội âm ngăn cản trong lúc cấp thiết không thể thoát thân la sát môn chủ liễu thiên huệ chớp đôi mắt cười nói lão mà đầu lệ thượng dương kia nếu mà biết đà chủ vân môn sơn chết ở nơi này lấy tính cách của lão chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu đấy môn chủ ngọc hành cười nói lão bắt đầu lệ thượng dương kia à, tuy rằng kiêu ngạo ương ngánh thế nhưng lần vây sát tiểu tử, tử diệp phúc này tổng cộng có gần 10 môn phái lại có cả người của hạ gia trung châu ta thật không tin lão dám đồng thời tuyên chiến với nhiều thế lực như vậy đâu trong những vũ sĩ tham gia vây sát diệp phúc đệ tử của ngọc hành môn cũng không ít kết quả bị diệp húc giả chết gây ra một trận đại hỗn chiến đệ tử của ngọc Hành môn chết rất nhiều hắn cũng rất oán hận diệp húc lúc này hắn nói ra những lời như thế đơn giản là sợ ngũ độc giáo trả thù tính toán lôi kéo vài môn liên thủ lại để chống lại lệ tượng dương lệ tượng dương tu vi sâu không lường được là cường giả trong cấp bách khoa cung tố tâm lan lạc giả sơn phạm vệ âm hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm tuyên bố giết một người của ta ta diệt cả nhà ngươi kiêu ngạo hống hách những môn phái bình thường căn bản không thể chống lại ngũ độc giáo. Thậm chí mấy tháng trước, vị giáo chủ tính tình nóng này này còn sức đánh cao thủ trong giáo, vây công quỷ vương tông, đánh cho sài tuyên cũng không dám ho he. Nếu như lệ thượng dương tấn công ngọc hành môn, có lẽ chỉ có một kết cục là diệt vong. Lão ma đầu lệ thượng dương kia so với vị dập đà chủ này thì còn hống hách gương ánh, to gan lớn mật. Nếu lão dám xuống tay với mấy một phái chúng ta, chỉ sợ cũng phải đụng đến máu chảy đầu rơi thôi lúc này lại có vài vị đứng đầu môn phái bắt đầu tỏ thái độ, cười lạnh mà nói: "Trên mặt biển phía tây cách La Phù đảo vài dặm, mọi người bao vây Diệp Phúc lại, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là vô sĩ, lại không ai mở miệng, chỉ có tiếng sóng biển truyền tới gào thét tung trào, mang đến một làn khí tiêu điều sơ xác." Diệp Phúc thở dài, vừa rồi đám người này đều mang tâm tư riêng, chia năm xẻ bảy, đúng một đám mâu hợp, hắn còn có thể dựa vào mưu trí tạo nên hỗn loạn, lên liên sát hơn 10 người. Nhưng giờ phút này, bảy vị cung giả đan đỉnh kỳ đứng ra trở thành thủ lĩnh của đám người này, hắn đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Hạ huynh, là phó bảo chủ, đã tạ hai người các vị đã viện thủ, nếu không có hai người, ta căn bản không thể đánh rơi nhiều kẻ thù như vậy được. Diệp Phúc từ xa chắp tay cười nói với Hạ Dương Sóc và Lama. Hai người đều xanh mét mặt lại, nghiến răng ken két, hận không thể lột ra, rút xương băm thịt Diệp Phúc. Diệp Phúc nói đúng, nếu không phải Hạ Dương Sóc dùng kiều đỉnh vô hoàng quyết chấn áp mọi người và Lama ma đuổi giết diệp phúc hắn căn bản không thể giết nhiều người như vậy tu vi của hắn mới đạt đến dung nguyên kỳ ở đây có kẻ nào không cao hơn hắn đây vị phụ nhân trung liên la sắt môn kia mỉm cười mà nói ở trước mặt nhiều người chúng ta thế này diệp đại chủ lại giết nhiều đồng đạo như vậy thật sự là rất được rất được hiện giờ người có thể chết không đối tiếc được rồi oan gia thật sự là một tiểu oan gia mà được rồi được rồi đừng có cản quấy một gã cường giả đan định kỳ trầm giọng mà nói người này tên là chu đông là một tán tu không có môn phái nghe nói là đồ đệ bị vứt bỏ của một môn phái ma đạo nào đấy bởi vì làm sai chuyện nên bị đuổi đi thực lực của hắn hùng mạnh từng có không ít môn phái định lôi kéo hắn tuy nhiên đều bị người này từ chối chu đông tán nhân mặt nghiêm túc trầm giọng nói hiện giờ điều quan trọng là xử lý tiểu tử này rồi chiến lợi phẩm phân chia thế nào cho phải đây này Đỡ cho đến lúc đó lại tranh đoạt vào vật Lại có kẻ chết không khỏi khiến người ta chê cười Mọi người lập tức yên tính trở lại Hách tài cười ha ha nói Thứ khác lão phu không cần Chỉ cần kim trượng trong tay tiểu tử này thôi Hắn là nhìn ra bản long kim trượng Trong tay của Diệp Phúc có ấy lực khủng mạnh vô cùng Tuy rằng còn chưa hoàn toàn trở thành vũ bảo Nhưng uy năng sơ hiển Ước chừng có hơn 50 vị vũ sĩ Chết dưới cây kim trượng này Thậm chí một số vũ bảo cấp bậc thấp Còn bị một trượng đánh nát ta à, không có lòng tham Chỉ cần một thành tài liệu là đủ rồi Vị phụ nhân trung niên la sắt môn kia nói Một thiếu phụ xinh đẹp của Hoan Hỷ Tông Cũng cười nói Ta cũng chỉ có một thành cần một thành thôi Hạ dương sóc liếm lên môi cửa lạnh Ta không cần gì Chỉ muốn mạng của hắn La ma sắc mặt âm trầm giữ tợn cười gần Lão phu muốn thân thể vào hồn phách của nó kìa Trong chốc lát Những người này liền phân chia xong bảo vật trên người Diệp Húc Cùng với cả hồn phách thân thể của hắn, coi hắn như thịt cá ở trên thớt để mặc người ta sâu xé. Diệp Phúc không nhận được nói, chứ về chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là có thể ăn được ta hay sao? Mấy trăm đôi mắt đồng thời nhìn đến hắn, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, hách tài cửa lạnh. Cầm miệng, nơi đây cũng có phần cho ngươi nói chuyện hay sao? Chuyện ngươi có thể làm duy nhất thiệt tại chính là rối thẳng cổ ra, trở lão phu đến hái mạng ngươi kìa. Hắn có chết cũng chỉ có thể chết trong tay người hạ gia ta thôi Hạ dương sóc không mặn không nhạt lên tiếng Đây đã là lần thứ ba hắn nói ra những lời này Lần đầu tiên là ở trên la phù đảo Hắn không thể ra tay Lần thứ hai hắn chấn áp Diệp Phúc Lại lưu lụy đệ đệ hạ mộ bạch Thế mới làm cho hạ mộ bạch Bị một trưởng của Diệp Phúc chụp lên trên đầu Lún vào trong ngục Đồng thời tạo ra hỗn loạn Khiến cho Diệp Phúc liên sát hơn 10 người Thế nhưng mà tôn nghiêm của hạ gia không thể xâm phạm hắn vẫn cứng nhắc nói ra những lời này thể hiện ra tín niệm hùng mạnh của hắn trong việc giữ gìn tôn nghiêm của hạ gia diệp phúc phải chết hơn nữa là phải chết trong tay của hắn diệp phúc nhanh chóng lấy ra một viên thúa đan nhét vào trong miệng thúc giục dược lực hắn cười lạnh chớ về, các ngươi thật sự cho rằng là ăn chắc ta rồi hay sao hắn cười ngạo nghễ nói nơi đây sắp máu chảy thành sông hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội trong vòng ba hơi thở tất cả phải cút ngay cho ta Nơi này sẽ biến thành địa ngục trần gian Tất cả kẻ ở lại đều phải chết cả Mấy trăm tên vũ sĩ ngẩn ra Đột nhiên cười ầm lên Cười đến gặp cả lưng xuống Lão tử cười đến đau cả bụng rồi này Hách tài một tay ôm bụng cười Một tay chỉ vào Diệp Phúc Cười đến mặt mày méo mó Tiểu tử này thật sự là biết đùa mà Chu đông tán nhân Luôn nói năng cẩn thận Giờ phút này cũng không nhịn được mà mỉm cười Diệp đà chú Chết đến nơi rồi Vẫn có thể nói ra chuyện buồn cười như vậy Thật làm cho chú mũ khâm phục mà Khâm phục Diệp Phúc thản nhiên cười Thu Hoa Đan hắn ăn là đoạt được từ trong ngũ độc độc phủ Lấy một con đại yêu đã tu luyện đến hạng nguyệt kỳ Luyện chế mà thành Sau khi ăn vào Có thể biến thành hỏa trung tinh Hóa thành một con hỏa nha hạng nguyệt kỳ Sinh tồn trong liệt hỏa Khuôn mặt của hắn bị yêu khí trong cơ thể Kéo ra càng lúc càng dài Vù một tiếng Chân hỏa hừng hực từ trong mắt phun ra Dài đến mấy thước cảnh giới hắn năng tăng lên nhanh chóng dung nguyên nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm trong chớp mắt vọt tới dung nguyên kiểu phẩm ầm âm mà bước vào chân nguyên kỳ trưởng lão của thất sát cung hàn tinh bước ra một bước cười lạnh tiểu từ thối đan dược ngươi ăn vào chính là thú hoa đan của ngũ độc giáo phải không ta nghe nói lúc ngươi ở thanh châu giờ vào loại đan dược này gần như bắt hết vũ sĩ thanh châu thế nhưng vũ sĩ Hạ nguyệt kỳ hỗn nguyên kỳ ở đây cũng không hề ít đâu mà lão Phu lại là cao thủ tam đan cánh đan đỉnh kỳ cho dù người có hóa thân vì yêu Cũng chỉ còn non con đừng chết mà thôi Trong số bọn họ Có hơn 60 người là vũ sĩ hạo nguyệt kỳ Hôn nguyên kỳ có hơn 30 người Mà hàn tinh, hách tài Cùng bảy người khác là cường giả đan Đình kỳ Trưởng lão của một phái Những người khác tất cả đều là hảo thủ chân nguyên kỳ Chỉ có vài người ít đòi Thì tu vi mới đến dung nguyên kỳ Thực lực khủng mạnh như vậy Hoàn toàn có thể sánh ngang với một môn phái ma đạo bậc trung Diệp phúc không nói lời nào cố gắng ngăn dược lực hỏa nha đan lại cảnh giới vẫn tiếp tục tăng lên chân nguyên của hắn đã biến thành yêu nguyên trong ngọc lâu đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm một con hỏa dao long thò đầu ra trong miệng ngậm viêm dương hổ lô dừng trước người của diệp húc dược lực của hỏa nha đan càng lúc càng mạnh khiến hắn gần như không thể áp chế nổi vù một tiếng tay trái của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa một cây long vũ nhanh chóng thoát ra trong chớp mắt cánh tay trái của hắn biến thành một cánh chim thật lớn dài đến hai thước vô số yêu hỏa bay lượn xung quanh lông vũ ầm um, ầm um. đỉnh đầu của hắn hiện ra yêu khí đạt đến cực điểm giống như một mặt trăng đỏ rực như lửa phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận ở trung tâm mặt trăng truyền đến tiếng nổ như sấm rầm rầm từng trận từng trận nối tiếp nhau diệp phúc tiếp tục áp chế yêu nguyên mênh mông trong cơ thể hắn lạnh lùng nói trừ vị hiện giờ các ngươi chạy trốn vẫn còn kịp nếu không đừng trách ta đại khai sát giới giết sạch đám các ngươi một kẻ cũng không có lưu đâu Sau đó hắn thở dài nói hey, Thật sự không muốn chết nhiều người như vậy Thế nhưng đây là các người bức ta Mọi người không thèm quan tâm Nhìn hắn như một tên cuồng đồ Đang nói vớ vẩn vậy Hạ dương sóc cờ lạnh mà nói Ngông cuồng Người thật sự quá ngông cuồng rồi Ta lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì Mà đòi giết hết chúng ta đấy Hách tài nhìn thấy viêm dương hồ lô Trong mắt lộ ra vẻ tham lam kêu lớn trong cái hổ lô này không ngờ chứa viêm dương lôi hỏa lão phu không cần cái kim trượng kia chỉ cần quả hồ lô này hắn sợ bị người đoạt mất tiên cơ ra tay trước tế ra đan đỉnh hắn khổ luyện đã lâu vù một tiếng bay lên đánh tới diệp phúc viêm dương lôi hỏa chính là một loại liệt diệm lợi hại hơn chân hỏa của vũ sĩ loại lôi hỏa này dù là vũ sĩ đan đỉnh kỳ cũng không chịu nổi bởi vậy hắn mới động lòng tham hạ dương sóc cười lạnh mà nói hách trưởng lão để mạng hắn đấy Ta nói rồi Hắn có chết cũng phải chết trong tay hạ gia Cùng lúc đó Hắn bay hướng Diệp phúc Một tôn đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu Chân nguyên hạo đáng như một con sông dài Từng tôn đại đỉnh lơ lửng bên trên mặt sông Hai đại cao thủ cuối cùng cũng đồng thời động thủ với Diệp phúc tính toán giết chết hắn, báo thù rửa hận, đoạt đi bảo vật kia, mà những vũ sĩ khác thì bảo vệ bốn phương tám hướng để phòng Diệp Húc chạy mất. Những kẻ này ôm vai cửa lạnh, cho là Diệp phúc đã chết chắc rồi lại vào lúc này chỉ thấy trong tay của Diệp Phúc đột nhiên xuất hiện một cái cánh trắng như tuyết đúng là kiện tuyết thế trọng bảo giao đạo nhân đưa cho hắn kia Thiên Vũ chi dực Diệp Phúc không nói một câu nào huy cánh này lên cắt hướng về viêm dương hồ lô Xẹt một tiếng Thiên Vũ chi dực tước qua miệng hồ lô mở quả hồ lô cực lớn này ra viêm dương lôi hỏa chứa bên trong lập tức phun trào cùng lúc đấy cánh tay kia của hắn cũng hóa thành cánh chim cả người đột nhiên đắm chìm trong biển lửa biến thành một con chim khổng lồ hai móng quắp chặt lấy viêm dương hồ lô ầm um, ầm um. viêm dương lôi hỏa vô cùng vô tận đột nhiên thoát ra khỏi hồ lô một cột lửa phóng lên trời cao ầm um một tiếng bùng nổ lôi hỏa tràn ngập mọi nơi trong phút chốc bao phủ phạm vi hơn 10 dặm bước thẳng hướng la phủ chư đảo không tốt rồi hách tài sắc mặt kịch biến đan đỉnh vội hạ xuống lộn ngược lên che thân thể lôi hỏa chứa trong quả hồ lô cực lớn kia vượt qua mọi người tưởng tượng khổng lồ vô cùng hùng mãnh hơn cả núi lửa khi bùng nổ khủng bố hơn cả mấy trăm lần hắn căn bản không biết viêm dương hồ lô này là giờ phúc đạt được trong vũ hồn giới của mã đạp hồ chủ nhân vũ hồn giới dùng quả hồ lô này thu lấy viêm dương lôi hỏa mà bảy con hỏa giao long kia phun ra lôi hỏa trong hồ lô đã tích lũy hơn mấy trăm năm hắn vừa mới trốn vào trong đỉnh lập tức lôi hỏa khôn cùng quét qua làm cho khẩu đại đỉnh này cháy đỏ rực lên két một tiếng đột nhiên một gã vũ sĩ bị lôi hỏa đốt qua lập tức bốc cháy hừng hực hóa thành một đám cho tàn thậm chí ngay cả vu binh vu bảo cũng trực tiếp bị luyện hóa trở về làm tài liệu nguyên thủy nhất càng thêm có nhiều vu sĩ bị lôi hỏa bao phủ chỉ kịp hét thảm một tiếng liền chết hoàn toàn diệp lão ma phóng hỏa giết người mọi người mau cháy mau cháy những vu sĩ khác thế thế vội vàng chạy đi tứ phía lại vào lúc này hạ dương sóc cũng bị lôi hỏa bao phủ vội vàng hợp nhất lôi đỉnh chấn áp lôi hỏa kiều đình vũ hoàng quyết của hắn tế ra lập tức chấn áp cả những vũ sĩ quanh thân không biết bao nhiêu người chậm như rùa bò bay ra ngoài phạm vi lôi hỏa đột nhiên một cái vũ sĩ tu vi mới bước vào hỗn nguyên kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết vu bảo hội thân bị đốt chảy cả người hắn bị viêm dương lôi hỏa đốt thành cho tàn ngay cả cặn cũng không có còn càng thêm nhiều vũ sĩ nữa bỏ mạng đại bộ phận là cao thủ chân nguyên kỳ hạo nguyệt kỳ căn bản không có đường sống tất cả đều tăng thân trong biển lửa chỉ có vũ sĩ hỗn nguyên kỳ mới có thể gắng gượng chống đỡ được một chốc nhưng cũng không thể cầm cự được lâu. Oanh oanh oanh. Ngọc lâu của một gã vô sĩ ngạnh sinh bị lôi hỏa đốt nổ tung, hóa thành linh quang. Mọi người còn không kịp đau lòng ngọc lâu của mình, ngay trong một lát thời gian ngắn ngủi đã có 8 phần tu sĩ chết đi, chỉ có vô sĩ hỗn nguyên kỳ, đan đỉnh kỳ mới có thể ngăn gượng chống đỡ. Ầm um, um. Càng nhiều lôi hỏa phun ra từ trong viêm dương hồ lô, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, thậm chí bao gồm cả La phủ chư đảo từng tòa hộ sơn đại trận bảo hộ la phù chư đảo lập tức bị kích thích mở ra không ngừng hút lấy chư thiên tinh lực hóa thành một đám nồng phòng ngự thật lớn chắn viêm dương lôi hỏa ở bên ngoài vạn pháp yêu vương kinh doanh trên la Phủ đảo đã nhiều năm nay tài lực cùng hậu không ngờ dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch tạo cho mảng hải vực này trở thành răng sơn thùng sắt viêm dương lôi hỏa tuy mạnh thế nhưng cũng không thể phá hủy căn cơ của ông ta được vạn pháp yêu vương cùng đám người kia cũng bị biển lửa này kinh động đều đứng bật dậy bay lên trên cao nhìn qua biển lửa kia cả một đám chó mắt đứng nhìn sau một lúc lâu không nói ra lời chỉ thấy nơi biển lửa bao phủ nước biển sôi sùng sục loại lôi hỏa này còn làm cho từng mảng lớn nước bốc hơi lên trong thời gian vài cái hô hấp liền đốt cạn bằng biển rộng này lộ ra đáy biển lại chỉ một lát sau đốt cháy đáy biển hóa thành dung nham cuồn cuộn nước biển xung quanh không ngừng tràn tới còn chưa tiếp cận phạm vi lôi hỏa liền bị bốc hơi sạch sẽ uy lực của viêm dương hồ lô quả là khủng bố trên những gì diệp phúc tưởng tượng sóng thần dồn rập đất rung núi chuyển long trời lở đất lúc này diệp phúc có thành hỏa nha bay lượn trong lôi hỏa không kiêng nể gì cả hỏa nha chính là hỏa trung tinh viêm dương lôi hỏa với những người khác là nguy hiểm chí mạng nhưng với hắn mà nói là là như cá gặp nước vậy hắn mở đôi cánh ra hai móng quắp lấy viêm dương hồ lô vững vàng đứng trong biển lửa đột nhiên thoáng thấy đan đỉnh của hector lơ lửng cách đó không xa lập tức kêu lên một tiếng liền bay đến cạnh khẩu đại đỉnh này miệng hổ lô hướng đại đỉnh phun ra cột lửa đặc vô cùng khẩu đa đỉnh này lập tức bị đốt chảy ra trong chớp mắt liền cháy thành chất lỏng rơi xuống phía dưới hách tài trừ yển trường lão quỷ vương tông các ngươi mất mạng ở trên vân vân sơn môn ta đưa ngươi đi tuần tụ với lão từ trong miệng của con hỏa nha khổng lồ kia phát ra thanh âm chói tai hung tận mà nói hách tài chưa kịp phản ứng thì đã bị viêm dương lôi hỏa thần túy tạo thành cột lửa xông tới két một tiếng đốt cháy sạch sẽ thân thể của hắn thi cốt cũng không còn. Lúc này, chỉ có Hạ Dương Sóc khổ sở chúng đỡ, những cao thủ hỗn nguyên kỳ khác đều đã tăng thân trong biển lửa, một kẻ cũng không lưu lại. Hơn 300 vũ sĩ, đệ tử 10 môn phái trong thời gian ngắn ngủi này chết hết chỉ còn lại 7 người, trong đó có 6 người là cường giả đan đỉnh kỳ. Diệp Húc vù một tiếng bay lên, xuyên qua biển lửa đi thẳng đến trước đan đỉnh của phụ nhân trung liên La Sắt môn kia, luyện hóa bà ta cùng đỉnh thành cận bã, còn lại 6 người Lôi hỏa trong viêm dương hổ lô đã bắt đầu suy kiệt Quả hổ lô này đã bùng phát quá mức khủng bố Gần như trong nháy mắt tiêu hao 8 phần viêm dương lôi hỏa Mà bảy con hỏa giao long đã phun ra trong mấy trăm năm Hắn bay xung quanh Ở trong biển lửa đuổi giết các cường giả đan đỉnh kỳ khác Nếu là bình thường Những người này có thể dễ dàng bóp chết hắn Nhưng ở trong lôi hỏa vô biên vô tận này Tình cảnh hoàn toàn bị đảo ngược lại có thêm bốn gã cao thủ nữa lần lượt mất mạng chết vô cùng oan uổng diệp húc giết đỏ cả mắt quắp lấy hồ lô tìm kiếm khắp nơi cường giả đan đỉnh kỳ tu vi cao thâm chỉ bằng bể lửa còn không đốt cháy được bọn họ những người này chạy trốn đi bốn phương tâm hướng nhưng diệp húc hóa thân thành hỏa nha tốc độ cũng cực nhanh đuổi theo ai liền đốt chết cháy kẻ đó lôi hỏa trong viêm dương hồ lô rất cuộc cũng cạn kiệt diệp húc tâm niệm vừa động thu hồi quả hồ lô này lại tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại cuối cùng hắn tìm thấy chu đông không ngờ đỉnh đầu cái này đợi một khẩu đại đỉnh, bay nhanh trong biển lửa, so với những người khác có vẻ không thảm hại như vậy. Chẳng qua đan đỉnh của hắn cũng bắt đầu bị lơi hỏa đốt chảy. Từng giọt thiết thủy rơi xuống khiến hắn khó có thể chống đỡ, tu vi giảm xuống nhanh chóng. Diệp đà chú, ta là đệ tử đại hoang sơn, tha cho ta một mạng đi. Chu đông thấy Diệp Phúc bay tới, kinh hoàng muốn chết, hô to lên. Đại hoang sơn là đại phái lâu đời trong lịch sử, ma đạo những thế lực như bách khoa cung la phù đảo không thể sánh bằng nếu là người khác có khi sẽ do dự một chút thế nhưng diệp khúc căn bản không biết tên tuổi đại hoang sơn mà cho dù có biết hắn cũng sẽ không để ý hắn trực tiếp thò hai móng ra bắt lấy đan đỉnh trên đỉnh đầu của chu đông chấn cánh bay lên khiến cho trung đông lộ ra trong lôi hỏa họ diệp kia ta thành quý cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu chu đông thảm thiết kêu lên quanh người bắt đầu toát ra ngọn lửa hừng hực kết kết thiêu đốt, tu vi của hắn thâm hậu nhất thời không bị lôi hỏa thiêu chết, nhưng lại không thể chống cự, chỉ có thể nhận lấy tra tấn. Lục đạo lần hồi tan biến, người cả tư cách thành quý cũng không có đâu. diệp hốc cơ lạnh, lập tức bay lên cao tìm kiếm tung tích của hạ dương sóc. Bảy vị cường giả đan đỉnh kỳ đã chết hết trong tay của hắn, không kẻ nào trốn thoát được, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra được hạ dương sóc. Uy năng của lôi hỏa dần dần tan đi, chỉ còn lại một khối phạm vi vài trăm thước, nước biển tràn tới bù vào mặt biển bị bốc hơi đi. Hóa ra họ hạ ở kia. Diệp Phúc đột nhiên thấy giờ phút này hạ dương sóc đã bay đến bên cạnh La Phù Đảo lại bị đại trận hộ đảo chắn ở bên ngoài không thể tiến vào được. Lúc này hạ dương sóc bị lôi hỏa đốt trong mình đầy thương tích trên người từng khối đen khối đỏ thê thảm đến vô cùng. Tu vi của hắn bị viêm dương lôi hỏa tiêu hao hết không còn có mấy. Cố lắm còn có thể bay trong khung thân thể lắc, lắc lắc lư lư dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống biển vậy. Diệp Húc bay thẳng qua, cách hắn còn trăm dặm thì đột nhiên lực lượng trong cơ thể tiêu tán, lập tức biết được dược lực của Hỏa Nhã Đan đã tiêu hao hoàn toàn. Hắn hóa thành hình người, dừng lại cạnh Hạ Dương Sóc, từ trong ngọc lâu rút ra bản Long Kim Trượng. Hạ Dương Sóc tuyệt vọng, vội vàng hô to: "Diệp đà chú, giết ta rồi, hạ gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta thề tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa đâu." Hắn vốn kiêu ngạo bậc nào, với Diệp Húc đúng là một bậc khinh thường một tên man phu sơn dã hiện tại lại không thể không cúi đầu cầu diệp phúc tha cho một mạng diệp phúc mắt lộ ra dị quang hắn khẽ cười nói hạ ra các ngươi vốn sẽ không bỏ qua cho ta giết một cũng là giết mà giết một trăm cũng là giết ta đã giết đến mấy trăm người rồi không quan tâm chuyện thêm cả ngươi nữa đâu pháp vương pháp vương cầu ngươi cứu ta một mạng hạ ra ta tất sẽ bao đáp hậu hĩnh ngươi hạ dương sóc cuống cuồng đột nhiên đau khổ cầu xin văn pháp yêu vương Vạn pháp yêu vương không đành lòng Cao giọng nói Diệp tiểu ca Người đã giết nhiều người như vậy rồi Ác khí trong lòng cũng đã xuất ra rồi Không bằng tạm tha cho hắn đi Diệp húc ngẩng đầu nói Pháp vương Hiện giờ ta không giết hắn Sau này hắn sẽ giết ta Không biết đến lúc đấy Yêu vương có thể nói một câu cứu giúp hay không Hay là lại giống như hôm nay Chỉ khoanh tay đứng nhìn đây Vạn pháp yêu vương sắc mặt Hơi đổi đổi Thở dài không nói gì nữa bang một tiếng diệp phúc nâng trượng lên đánh xuống đập cho hạ dương sóc đầu dập nát đến lúc này hơn 300 trăm sĩ bị hắn tàn sát không còn một ai nhìn đến tình cảnh này dù là đám người vạn pháp yêu vương cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh bọn họ vốn đều cho rằng diệp phúc tất sẽ chết, chết không thể nghi ngờ thậm chí cả cơ hội chạy trốn cũng không có ai có thể ngờ được rằng hắn ở thời khắc quan trọng giả chết liên sát hơn 10 người tạo thành một trận đại loạn ước chết hơn trăm vua sĩ âm mỹ cho mọi người mặt mày sám cho càng làm cho bọn họ không ngờ chính là đám người hạ dưng dương sóc bao vây hắn lại do bảy vị cao thủ đan đỉnh kỳ làm chủ đạo gần như kết cục phải chết nào biết diệp phúc lại như cá gặp nước xoay thân đưa những người này một lưới bắt gọn giết sạch sẽ uy lực của viêm dương hồ lô đến nay còn hiện ra trước mắt bọn họ lôi hỏa trong viêm dương hồ lô này có thể nói là khủng bố đừng nói đám người hạ mộ bạch không nghĩ tới diệp phúc sẽ có bảo vật này ngay cả vạn pháp yêu vương cùng đám chùm kia cũng chưa từng đoán được đáng tiếc quả viêm dương hồ lô này nếu tiến luyện một phen chắc chắn sẽ là vũ bảo cấp chấn giáo cứ nhìn cứ lãng phí như thế vạn pháp yêu vương thở dài mà nói những tên chùm khác yên lặng gật đầu uy năng của viêm dương hồ lô khủng bố như thế nhưng chỉ có thể phóng ra một lần nếu rơi vào tay bọn họ tất có thể dùng hồ lô làm phôi tiến luyện thành một kiện vũ bảo chấn giáo chi bảo phát huy ra uy năng của lôi hỏa đến mức cao nhất nếu luyện thành vu bảo, uy năng khi khởi lên có thể ngang cấp với thất sắt tinh thần thanh thiên kỳ của thất sắt cung hoặc đoá thủy liên hoa của bách khoa cung và lục căn thanh tịnh trúc của lạc già sơn. Mà hiện giờ viêm dương lôi hỏa đã bị diệp Húc mở ra, lôi hỏa bên trong đã phóng ra không còn, chỉ còn lại thân hồ lô. Với bọn họ mà nói, tác dụng của quả hồ lô này đã không còn lớn nữa. Đang nghiên đang lành, một mô phôi vu bảo cấp chân giáo cứ lãng phí đi như vậy. Mọi người lắc đầu liên tục, cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi chính là bảo vật của Diệp Phúc không ngờ lại nhiều đến thế. Nghe nói tiểu tử này từng đi một chuyến tới vô hồn giới của Mã Đạp Hồ, xem ra hắn là kẻ được nhiều nhất rồi. Vạn Pháp Yêu Vương cùng đám chùm đều thất kinh, với những gì Diệp Phúc đã làm thì không thể không bội phục. Ân oán giữa Diệp Phúc và Hạ Dương Sóc không chết không ngừng, cho dù có tha cho hắn một mạng, Hạ Dương Sóc cũng sẽ không cảm kích chút nào, ngược lại sau khi hồi hơi sẽ lại động thủ với Diệp Phúc Thậm chí có khi còn kéo thêm nhiều cao thủ hạ gia Trung Châu đến nữa Liễu Thiên Huệ đột nhiên cười khanh khách nói Pháp Vương Tiểu tử này lại dám trước mặt mũi của ngươi Dám đánh chết người ngay trước mặt ngươi Thật sự đáng giận mà Vạn Pháp Yêu Vương thản nhiên nói Liễu môn chủ Khi Diệp Đà Chủ gặp nạn Ta chưa từng ra tay cứu giúp Giờ phút này cầu tình với Diệp Đà Chủ Là ta lỗ mãng bất công với hắn rồi Không thể trách hắn được Ông ta thân là đảo chủ La Phù Đảo, thành lập yêu quốc trên biển, khoan dung không phải người thường có thể suy đoán được. Lữ Thiên Huệ tuy muốn châm ngồi để trông ta ra tay xử lý Diệp Phúc, nhưng vạn pháp yêu vương độ lượng rộng rãi, căn bản là bất động. Hạ Dương Sóc vừa mới chết, lập tức một tòa động thiên nguyên hóa, hắc ngọc lâu 6 tầng nhảy ra khỏi cơ thể của hắn. Ầm một tiếng nổ tung, đồ đạc bên trong ngọc lâu như pháo hoa rơi rụng xuống hải dương. Trong những thứ đấy, tài liệu chiếm phần đông, thậm chí còn có cả một bộ kim thư kinh điển ở trong đám bảo vật đó có vẻ rất là nổi bật hạ huynh ngươi chết rồi thì tất cả đồ của ngươi về tay ta rồi diệp phúc quát một tiếng thu hồi bản long kim trượng nguyên khí sục sôi phía sau đại nhật như luân từ trong nguyên khí như mặt trời nóng rực kia thò ra một bàn tay to tầm mấy trượng vù một tiếng liền chụp xuống mò hết những thứ này nhét vào trong ngọc lâu của mình ánh mắt của thiên âm tông chủ chấp động đột nhiên cười ha ha nói những thứ cất trong ngọc lâu của con cháu hạ gia nó không chừng có kiều đỉnh vũ hoàng quyết môn vũ pháp này là một trong những loại vũ pháp mạnh nhất trong thiên địa chẳng lẽ pháp vương cũng không có hứng thú hay sao diệp phúc thu những thứ cất giữ trong ngọc lâu của hạ dương sóc bộ kim thư trong đó có khi là kiều đỉnh vũ hoàng quyết khiến vạn pháp cũng không khỏi tiêm đập tình thịch thiên âm tông chủ cũng không nói gì sai kiều đỉnh vũ hoàng quyết thật sự là một trong những loại vũ pháp có uy lực mạnh nhất trong thiên địa loại vũ pháp này khắc chế thiên địa thủy hỏa phong sơn, lôi âm dương Bao gồm tất cả vô pháp đều khắc chế hết thảy Làm cho người ta không thể không động tâm Thiên âm tông chủ Người nghĩ cũng không sai Kim thư này đúng thật là kiều đỉnh vô hoàng quyết kìa Giờ phúc khẽ mỉm cười Trong tay liền hiện ra một bộ kim thư thản nhiên mà nói Nếu như tông chủ muốn cứ việc cầm lấy Thiên âm tông chủ nhìn chằm chằm kim thư trong tay của hắn Hầu kết động lên xuống Thế nhưng lại không dám lấy kim thư đi Hắn là một nhân vật cáo giả như thế Đương nhiên biết nếu như lấy bộ kim thư này đi liền tương đương với đắc tội hạ gia trung châu rất nhanh sẽ dẫn tới do họa diệt môn hạ gia trung châu tuyệt đối không cho phép kiều đình vũ hoàng quyết rơi vào trong tay của kẻ khác bởi vậy quyền kim thư này chẳng những không phải bảo vật mà ngược lại là một củ khoai nóng chiếm được nó chẳng khác nào tuyên bố tự kiều của mình sao thiên âm tông chủ không muốn sao diệp phúc khẽ cười một tiếng nhìn về phía la sắt môn chủ rồi mỉm cười nói vậy liệu môn chủ có hứng thú hay không sắc mặt của liễu thiên huệ khẽ biến cười khanh khách nói à, tiểu đệ củ khoai nóng này người vẫn là giữ lại cho mình đi diệp phúc lại hỏi liên tục vài vị tông chủ giáo chủ mấy người này tránh còn không kịp nào dám lấy đều cuốn quyết mà lắc đầu đạt được kiều đỉnh phú hoàng quyết đó chính là đắc tội với hạ gia trung châu cách diệt môn cũng không xa à, Chư vị đều là đại nhân vật nếu các người không dám lấy vậy ta chỉ đành tự mình nhận vậy Diệp Húc thở dài cười nói, lập tức nhất kiều đỉnh Vũ Hoàng Quyết và trong không gian ngọc lâu của mình. Thiên Âm Tông chủ cờ lạnh lên tiếng. Cho dù ngươi đạt được kiều đỉnh Vũ Hoàng Quyết, nhưng không gặp qua kiều đỉnh hạ gia, cũng không thể luyện thành môn vũ pháp này được. Kiều đỉnh Vũ Hoàng Quyết là loại Vu pháp phải quan tưởng kiều đỉnh mới có thể luyện ra, bởi vậy hắn mới nói ra những lời này. Liễu Thiên Hệ chớp mắt, đột nhiên đi ra khỏi La Phù Đảo, cười khanh khách mà nói: Diệp đa chú, ngươi giết nhiều người la sắt môn ta như vậy, Tuy rằng ngươi là vãn bối, ta không thể ỉ lớn bắt nạt nhỏ được. Nhưng hiện giờ, thể diện la sát môn của ta cũng bị tổn hại. Ta cũng không thể không ước kiếp ngươi. Vạn pháp yêu vương khẽ như mày nói. Liệu môn chú, đệ tử quý môn khiêu khích trước, không thể trách diệp đại chú Liệu thiên huệ, anh ấy nói. Pháp vương, chuyện liên quan đến thể diện la sát môn ta, mong pháp vương đừng ngăn cản. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Phúc, mỉm cười mà nói Nếu người có thể tiếp ta một chiêu, ân oán giữa la sát môn và ta cùng ngươi sẽ xóa bỏ môn chủ thiên tiền môn cũng đi ra từ la phù đảo cờ lạnh mà nói đệ tử của chúng ta cũng chết trong tay diệp đà chủ không ít đâu bản nhân liền vì thể diện nhà mình định với diệp đà chủ một chiêu trí ước vậy phải thiên Âm tông ta cũng có không ít đệ tử chết có liên quan đến diệp đà chủ cải lương không bằng bạo lực liền giải quyết tất cả ân oán ở nơi này đi Thiên âm tông tông chủ ha ha cười nói Mộ già cũng muốn định ra một chiêu chi ước với Diệp Đà Chủ Nếu Diệp Đà Chủ có thể sống Ấn oán giữa Thiên âm tông và Đà Chủ liền tan thành mây khói Lại có thêm vài vị môn chủ tông chủ đứng ra Đời mở miệng định ra một chiêu chi ước với Diệp Phúc Bọn họ vốn không có đặt Diệp Húc ở trong mắt Cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một con kiến Tùy tay là có thể bóp chết Nhưng giờ thấy Diệp Phúc liên sát mấy trăm người Lập tức tự biết đã khinh thường thiếu niên áo lam này nếu đợi đến lúc Diệp Phúc trưởng thành, ắt sẽ sóng vai với bọn họ. Loại người như vậy đã có ân oán, trừ bỏ sớm là tốt nhất. Diệp Phúc vừa giận vừa sợ, những kẻ đứng đầu nhất phái này rõ ràng nhìn đến hắn còn trẻ nên muốn đẩy hắn vào chỗ chết đây mà. Nếu như Diệp Mỗ không chết, sau này nhất định nhất chiêu chí ước này tất cả sẽ trả lại cho các ngươi. Thiên Âm Tông chủ cười nói: "Ồ, Diệp đại chủ, thật hay nói đùa, ngươi không sống được đến ngày đó đâu." những người khác đều mỉm cười lấy tu vi của diệp phúc cho dù có thêm một quả viêm dương hồ lôn đó ở trên tay bọn họ qua một chiêu kỳ thực chỉ cần một người ra tay đã đủ để giết chết hắn rồi bọn họ nhìn về phía diệp phúc ánh mắt chẳng ngập ý cười giống như nhìn một con kiến đang khoác lác với một con voi vậy bọn họ sở dĩ định ra ước định với diệp phúc chẳng qua là có vui mà thôi trừ vì nhất chiêu chi ước giữa các ngươi và diệp tiểu ca bản cung thay hắn tiếp vậy cách đó không xa bỗng chuyển đến thanh âm của bách khoa cung chủ linh linh thanh thanh một bông hoa sen màu phấn hồng từ từ dâng lên từ trong ngực của nàng càng lúc càng lớn dần dần biến thành cự hình liên hà bao phủ hơn 10 mẫu bách khoa cung chủ lặng lặng đứng dưới hoa sen thân sen to chừng 10 thước giống như một cây cột màu xanh vậy trong đó hoa một viên minh châu đột nhiên dâng lên sáng ngời rực rỡ một cây thâm cốc u lan trong minh châu lay động sinh tư tản ra hơi thở khủng bố nàng vốn đang đồng thủ với phạm huệ âm khi diệp phúc phóng hỏa giết người kia hai người liền dừng tay lại đứng xem lúc này nàng nhìn thấy những tên tông chủ giáo chủ kia mặt dày ức kiếp giật húc không nhịn được mà đi ra nếu tố sư tỷ muốn xuất đầu cho tên tiểu tử này vậy tiểu muội e liền bán cho sư tỷ một cái mặt mũi vậy pháp vương tiểu muội e cáo từ liễu thiên huệ cười khanh khách lập tức vươn người lên bay hướng xa xa nàng ta biết rõ thực lực của tố tâm lan đã tu luyện ra huyễn thai kéo nguyên thần vào trong huyễn thai thực lực mạnh gần bằng vạn pháp yêu vương bản thân mình cũng không phải là đối thủ bởi vậy cũng không dám chắc Lại chuyện nhất chiêu ước này liền tức thì bỏ đi Tại hạ cũng không muốn đắc tội cung chủ Môn chủ thiên tuyển môn Cười ha ha cũng cáo từ rời đi Lại thêm vài tên tông chủ môn chủ Lần lượt rời khỏi Những người này đều biết rõ thực lực của bách khoa cung chủ Bọn họ định ra một chiêu trí ước với Diệp Phúc Là vì muốn tiêu diệt đối thủ Khi còn đang phát triển Nhưng bách khoa cung chủ lại thay Diệp Phúc Tiếp ước định này Bọn họ cũng không muốn không đánh chết được Diệp Phúc thì thôi còn lại bị bách khoa cung chủ đả thương thiên âm tông chủ chớp mắt cười ha ha nói cung chủ thứ tối bản tông lại muốn thử xem sao hắn liên tiếp trong ngồi vạn pháp yêu vương và diệp phúc định dụ yêu vương ra tay xử lý diệp phúc đã tiếp nhận lấy mối thù khó hiểu với diệp phúc giờ phút này dựa vào thực lực quyết định mạo hiểm một lần đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái trống cực kỳ lớn toàn thân đen bóng giống như than đá vậy một đám nhạc phù tung bay trên mặt trống là phù văn do thanh nhạc thuần túy tạo thành đó là chấn phá chi bảo của thiên âm tông hám thiên cổ cái chống này chính là tổ sư khai phá thiên âm tông tự mình đúc từng đánh chết vô sĩ nguyên đan kỳ vô cùng lợi hại hơn nữa hám thiên cổ chính là dùng sóng âm công kích làm người ta khó lòng vào phòng bị bên tai nghe thấy tiếng chống thân thể đã vỡ nát rồi hắn tới khởi nguyên đan định trên không trung tản ra từng đợt uy năng khủng bố thiên âm tông chủ hai tay cầm một cây rùi trống dài đến ba bốn trượng hắn vốn trông như một văn sĩ lúc này lại cực kỳ uy phong quát lớn một tiếng kêu lên cùng chú nhận lấy một chiêu thiên cổ lễ âm của ta rồi trong tay của hắn còn chưa hạ xuống đỉnh đầu của bách khoa cung chủ đột nhiên hiện ra một bàn tay chân nguyên to gần một mẫu bắt lấy cuống sen quét qua thật mạnh hung hăng nện lên ngực của hắn cùng hám thiên cổ lập tức quét bay cả người lẫn trống thiên âm tông chủ quay cuồng bay ra hơn 10 dặm miệng học máu tươi xương sườn gãy bốn năm cái mình đầy thương tích chật vật cực kỳ trong lòng không khỏi vừa giận lại vừa sợ